Thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu chương trình hôm nay tiếp sau đây một người ca sĩ mà có thể nói là ngay từ khi cô xuất hiện cho đến thời điểm này, mái tóc vẫn không thay đổi. Và đó là một hình tượng mà chúng ta gặp thì khó có thể quên. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Một đời người, một rừng cây. Hãy thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Cẩm Vân sẽ tiếp nối chương trình đêm nay. Cẩm Vân xin được kính chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Từ đất quê hương
chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ duy chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều